Dạ em Hiếu sẽ đồng quả cho các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em các bạn ơi. Hôm nay giới thiệu cho các bạn hai xe nha các bạn. Nó hai xe, một chiếc xe cột và một chiếc touring nha các bạn. Hai chiếc hàng thương hiệu rất đẹp các bạn. Một chiếc Anchor và một chiếc Marine nha các bạn. Đó, hai chiếc luôn. Chiếc Anchor này em nói trước là sẽ phù hợp trong 1m65 trở lên mới chạy được nha các bạn. Tại xe hơi cao các bạn ơi. Đó, 1m65 trở lên mới chạy được nha. Xe này rất cao nha các bạn. Cái sườn của nó là sườn cổ điển rất đẹp các bạn. Và cái Marine này, size S này phù hợp 1m6 trở lên là chạy được rồi. Đó, hai chiếc đầu tiên đi, em sẽ vô chiếc Anchor nè các bạn. Chiếc Anchor rất xịn nha các bạn. Đó, đây ghi đông tay lái, tay lắc nè, Shimano Tiara 10 cấp độ nha. Đây, đây là mất một miếng bên đây thì mất một miếng inox ở đây đó, nhưng miếng nhựa còn đầy đủ nha. Shimano Tiara tay lắc đó, tay lắc nha các bạn. Này, bao da tay lái này rất đẹp luôn, ghi đông công tăng Anchor luôn đó. Chén cổ này, chén cổ này carbon nha các bạn, chén cổ là bằng chất liệu carbon nha đó. Ốc tán rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, chiếc này chiếc nhìn cổ điển lắm các bạn, nhìn đẹp lắm các bạn. Đó, tay cầm còn y nguyên nè, tay cầm còn y nguyên nha. Đó, một bộ Shimano Tiara 10 lít và 2 dĩa tương đương với 20 tốc độ chạy nha các bạn. Đó, sườn nhôm càng thép nha các bạn. Yên này. Đó, yên đã thay mới cho các bạn nha, yên thể thao nè. Đây, cúc yên là Anchor luôn nha các bạn. RNC3 đó. Màu này màu cà phê sữa các bạn ơi. Đó, Anchor chạy đi rất đẹp luôn các bạn. Cộng nước zin theo xe luôn nè. Màu cà phê sữa. Cái này giống như màu đồng các bạn ơi. Nó không có đậm như cà phê sữa nha, màu đồng đó các bạn. Đây, cái logo nè. Logo hơi chạy xíu ngay đây. Đó. Càng thắng Shimano Tiara nè. Rất xịn sò các bạn ơi. Đó. Vỏ này. Vỏ này 725C nha các bạn. Đó. Càng nè. Rất đẹp, đùm mở nhanh luôn nè, đùm nhôm. Tâm là tâm dẹp nha các bạn. Đó, ở trước tâm dẹp nha các bạn ơi. Đó. Đây. Anh cho không chạy xước nhiều, rất đẹp. Xe rất đẹp nha. Đây phản quang zin theo xe. Đó. Đây. Càng thắng sau Shimano Tiara nha các bạn. Đó, ở trước vẫn đi niền nhôm 2 tầng, ở sau vẫn là niền nhôm 2 tầng. Đây, ở sau niền nhôm R500 vỏ nè. Đó. 725C tâm inox. Đây. Bộ clip của em đó. 10 clip nha các bạn. 2 2 4 6 8 10 lít. Đây, đầm Shimano. Đó. 10 lít này. Bộ chiến clip Shimano Tiara 10 lít 2 dĩa các bạn ơi. 2 dĩa, giò dĩa rất đẹp các bạn. Này dơ xíu nha. Đây, Shimano Tiara, bộ chiến dĩa cực kỳ đẹp luôn. Đó, hoạt động cực kỳ đã luôn, cực kỳ mượt luôn nha các bạn. Đó, bộ clip không mòn miếng nào nha các bạn ơi. Bộ clip không mòn miếng nào nha. Đó. Một chiếc Anchor các bạn ơi. Chiếc Anchor này cái size đứng của nó là size 50 nha các bạn. Và ngang của em nó là 53 các bạn. Đó, đứng 50 ngang 53 nha. Đó, cái size này rất là cổ điển. Rất phù hợp cho những bác trung niên nha, chạy rất đẹp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp, zin nguyên con luôn các bạn ơi. Đây. Đây, Anchor các bạn. Đó, chiếc xe rất đẹp các bạn ơi. Chỉnh chống zin theo xe nè. Chỉnh chống là zin theo xe nha. Đó, giò dĩa này. Giò dĩa bạc đạn nha. Giò dĩa cũng là Shimano Tiara nha các bạn. Đồ xịn không các bạn ơi. Đó, tem mác của Nhật đây. Đó, tem cảnh sát đầy đủ nha. Rất đẹp các bạn. Sườn nhôm. Đó. Cái sườn của em nó là còn ống ánh ca mây luôn, rất đẹp các bạn ơi. Nước sơn zin theo xe nguyên con luôn. Đây, tem mát. Tổng quan con xe rất đẹp. Đó. Đó. Quay em quay tổng quan nha. Đây,
tổng quan con Ancho rất đẹp nha các bạn. Đó. Rất phù hợp cho các bác trung niên nha. Đó. Nhìn rất cổ điển các bạn ơi. Đó. Nhìn rất cổ điển, rất đẹp luôn. Và con em này là zin nguyên con nha các bạn. Đó, bánh sau là R500. Đó. Bánh trước là của Electrim nha các bạn ơi. Đó. Rất đẹp các bạn. Cực đẹp luôn. Từ trên xuống dưới luôn các bạn ơi. Con này gọi là màu đồng nha các bạn. Màu đồng mà nó hơi sáng tí nha các bạn. Nó chạy ra đường cũng rất đẹp. Màu này cũng rất là trung tính các bạn ơi. Rất hợp nha. Rất hợp nha những bác nào ba mấy 40 tuổi, 50 tuổi nha. Chạy tập thể dục, thể thao. Đó, một chiếc Ancho. Cực đẹp luôn. Để em quay vòng qua đây cái nè. Đó, xe rất đẹp. Xe bộ chuyển động rất là xịn nha. Rồi, chiếc Ancho này em bán 11.500.000 nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Một chiếc Marin các bạn. Xin báo giá trước luôn. Chiếc Marin này 6.500.000 nha các bạn ơi. Đó. Đi vào một bộ chuyển động là 3 dĩa 8 lít nha. 3 dĩa 8 lít của Shimano các bạn. Đó, đã canh chỉnh hết rồi các bạn ơi. Đó, đã canh chỉnh hết rồi. Trang bị đèn. Trang bị đèn nha. Rồi, chuông. Đó. Và dĩa 8 lít ghi đông công tăng thì rất đẹp luôn. Ghi đông công tăng của Marin luôn các bạn ơi. Đó, chén cổ của Marin luôn nha. Thì chiếc này là zin toàn tập luôn nha các bạn. Nước sơn zin theo xe nè. Đó. Rất đẹp. Cái size của này sẽ S thôi. Đó, size chỉ là 44 thôi các bạn ơi. Đó, 44 50 44 52. Đó. Rất phù hợp với M6 chạy rất đẹp nha. Đây, cái logo của Marin nè, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó, thương hiệu của Mỹ xuất Nhật rất nổi tiếng nha. Đây. Kỳ đẹp không các bạn ơi. Đó, bánh nè. Bánh trước 728C, niềng nhôm nha các bạn. 728C niềng nhôm thắng nè. Thắng nè, thắng Techo rất mới luôn các bạn ơi. Đó, cục gơm đến cục gơm cũng zin nữa. Niềng nhôm, bánh 728C, bánh rất đẹp. Đó. Đùm nè, đùm Marin luôn các bạn, có mở nhanh luôn nha. Đùm của Marin luôn nha. Đó, đã trang bị đầy đủ đồ chơi nha các bạn ơi. Đèn sau nè. Cúp yên nè, yên nè, yên zin nè. Yên zin lặp lại nha các bạn. Đó, bánh sau 728 luôn. Đó, đùm của Marin luôn, có mở nhanh, chân chống zin theo xe. Đó, tem mát của Nhật đây. Đó, tem cũng rất đầy đủ các bạn. Đây, chiếc xe rất đẹp các bạn. Đó, em chưa gắn cái khóa yên lại nha. Đây. Rất đẹp các bạn ơi. Bộ lít 2, 4, 6, 8 lít nha các bạn. Shimano Tunay TX nè các bạn. Đó, chuyển dĩa Shimano Tunay TX. Cực nhẹ nhàng luôn các bạn ơi. Đây, miếng bảo vệ dĩa nè, dò dĩa nè. Dò dĩa không chè nhiều nha. Rất đẹp. Màu xanh rất là phong thủy nha. Đây. Cần thắng Techo. Đó, con Marin rất đẹp các bạn, 6.500.000 thôi. 6.500.000 em bao ship nha, bao ship tận nhà, full đồ chơi cho các bạn luôn rồi. 6.500.000 bao ship tận nhà, phù hợp với M6 nha các bạn ơi. Chạy rất đẹp. Rồi, hôm nay em có giới thiệu hai chiếc cho các bạn nào quan tâm thì alo nghe cho em nha, 0975158377, đó cũng là số Zalo luôn nha các bạn. Em xin nhắc lại 0975158377 nha các bạn ơi. Các bạn có nhu cầu thì mua nha. Rồi, các bạn nào chưa có nhu cầu thì xem clip cho vui nha các bạn, cho em xin một nút like, một nút đăng ký nha các bạn. Đó. Hai xe rất đẹp, màu xanh và màu này màu nâu nha các bạn. Đó. Màu đồng, đó, rất đẹp nha. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Hẹn gặp các bạn những video clip sau. Xin chào tạm biệt các bạn nha.